Xin chào cô chú chị và các bạn, quay trở lại kênh Vật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hiện tại đang mặt bên hàng heo quay Kim Mai. Hôm nay cô đây tiếp tục quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem. Ngày nào cũng quay heo đó cả nhà. Heo quay rồi quay heo. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6 giờ 30 sáng đến 18 giờ. Heo quay thịt ba đoạn 320.000 một ký, thịt đùi xá xí sườn non 300.000, bánh mì heo quay 15.000 một ổ. Lê ly thì chặt heo quay không có giá tiền. Ở đây khách mối này ngày nào cũng ăn bánh mì và heo quay. Được lên TV rồi đó. OK làm bù hoành. Đẹp cái. Thịt xá xíu cầm với thịt đùi và ba đoạn, thịt ba đoạn mỡ trộn đều lên làm bánh mì. Nhân viên của chị Mai làm bánh mì phụ. Tổ bánh heo đó ngon quá hả? Ở bánh heo da nó giòn. Nửa ký heo quay chặt kìa. Sáng em chặt mấy hộp mấy ký đẹp ghê luôn.
Đấy, có 2 con. Bạn có khách mua 1-2 kg rồi chặt quay. Sáng là tôi mua 12 kg, 10 kg rưỡi rồi. Ba triệu hả? Từng để xe thế nó lại được 150.000 chứ. Lấy cho cân cho chị cái cọng này nè. Cọng này đúng không? Đúng rồi. Chặt không? Chặt nhắm mỏng mỏng không? Rồi. Đấy em đi lên tiếp làm đằng kia rồi kìa. Nghe cái cọng à. Ờ đúng rồi hết đó. Rồi 70 đi coi, chặt không cô? Chặt, chặt. Nửa ký để nguyên. Lấy mở phở cho. Mở phở 20. Uống gì vậy? 2 giây này cái gì quá. Chị lấy hơn 1 ký giùm em đi nha. Ờ hơn được. Em cần 9 tỷ 6 này. Cái này nhiều bạn này. 320 ký. 320 ký. 320 ký. Cái đây 4 mẫu 20. 4 mẫu 20. Lấy em 100 nghìn. Lấy hậu tao mở nó tùy luôn em. Dạ sao chị? Nó thấy nạc nạc nó mở gì? Nạc nạc thôi mà. Mà mở là gì? 5 ngàn là chị tính hả? 20. Ủa 20 hả? Không, 2 ổ. 2 ổ. 100 ngàn. 4 ổ tổng cộng hả chị? Ủa 20. Bánh mì quà chị Mai. Bán một ổ mì em. Một ổ 15 á chị. Bánh mì 15 ngàn một hộp. Các bạn đi
Trời ơi, thịt bánh mì hết rồi. Mới mới băm thịt đã hết rồi. Nhanh thật. Loại mỡ 200 ngàn một ký. Ký trẻ đôi. Di chuyển cái cân nó qua một bên. Đó, chị Nga làm bánh mì đó.
Đấy, mua nguyên miếng bìa đó. Quá trời. Hai ổ bánh mì nữa Ly ơi là bao nhiêu vậy? 230 hai ổ 300 với hai ổ 300. Rồi, ăn mất em mất sống luôn á. Không kiếm khỏe nha. Đây đây đây.
em mới lần đầu tiên ăn luôn á. Mới bữa nay mua nó ăn luôn á. Nó vẫn ăn cháo quẩy. Ăn cháo quẩy bánh ti luôn à. Bữa nay là mới ăn đó. Ngon dở. Ăn thử rồi ngon dở. Ngon. Khi có mè ăn vô thơm. Được ký không quay chặt không chị? Vén màn. Rồi, hết có xíu em ơi. Đây, đây mấy ổ. Bò mà. Không dưa, không rau. Có, có kìa. Không dưa mà. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều nhé. Ai có đi mua heo quay thì mình ghé đây mua ủng hộ nhé.